Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi vào tập 14 của bộ truyện Tàn Khuyết Thư Sinh của tác giả Tiêu Sắc. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video chuyện mới nhất. Và ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hãy nói Hắc Kỳ đảo chủ lang thất tinh sau khi thoát khỏi trang viện, thi triển khinh công đến mức tối đa đảo tẩu. Lão biết người của Vô Ngã Chân Giáo sau khi hạ sát người đã giúp mình hẳn sẽ nhanh chóng đuổi theo, nên lão chạy về phía vùng hẻo lánh phía tây thành. Chừng nửa khắc sau, lão đã đến một khu địa mộ hoang phế, bây giờ mới dám dừng lại. Mộ địa u ám thê lương, những ngôi mộ và bia đá ngổn ngang, đúng là một nơi ẩn náu lý tưởng. Lăng thất tinh cất bước đi vào bãi mộ. Đột nhiên, lão trông thấy một bóng người sừng sững đứng trên bia đá, bất giác giật nảy mình, đưa mắt nhìn kỹ. Thì ra đó là một thanh niên dáng người cao nhã, diện mạo tuấn tú, mắt hồ thần quang uy nghi lẫm liệt. Bên lưng đeo một thanh kiếm, tay phải buông thõng phất phơ theo gió, lúc này đang tủm tỉm cười. Nếu không nhờ nụ cười ấy, lăng thất tinh hẳn cứ ngỡ đó là u linh quỷ mị xuất hiện, quay đầu bỏ chạy. Lăng thất tinh như kinh cung chi điểu, lúc này trông thấy Mộng Thiên Nhạc liền nói: "Các hạ là người hay ma quỷ?" Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: "Là người. Vậy các hạ là kẻ địch hay bằng hữu?" "Kẻ địch hay bằng hữu là tùy ở các hạ." Lăng thất tinh thoáng tái mặt: "Các hạ là người của Vô Ngã Chân Giáo sao?" "Không phải." Lăng thất tinh nghe vậy mới yên tâm, chậm chậm thở ra một hơi dài rồi hỏi: "Các hạ cha đừng lão phu là có việc gì?" Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: "Tại hạ vừa mới thành lập một bang phái, đang chiêu mộ các anh hùng hào kiệt tụ nghĩa kết minh, tại hạ đã để mắt đến các hạ." Lăng thất tinh động tâm: "Bang phái của các hạ danh xưng là gì, người lãnh đạo là ai?" Mộng Thiên Nhạc nghiêm giọng: "Trùng Dương Hội, hội chủ chính là tại hạ." Lăng thất tinh cười ha hả: "Các hạ có biết lão phu là ai không?" "Hắc Kỳ đảo chủ lăng thất tinh ở Đông Hải, tinh thông dị học bảng môn." Lăng thất tinh sửng sốt: "Vậy các hạ chính là người đã giúp lão phu thoát thân khi nãy ư?" Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: "Tại hạ không muốn đảo chủ bị nhị giáo chủ sát hại hoặc lợi dụng." Lăng thất tinh cười ha hả: "Các hạ sao không nói là không muốn trơ mắt nhìn bảo tàng của Ma Lạc Thân Vương bị Vô Ngã Chân Giáo chiếm đoạt?" Mộng Thiên Nhạc bỗng sầm mặt: "Người của Vô Ngã Chân Giáo chắc chắn sẽ không buông tha cho đảo chủ. Người truy sát đảo chủ khi nãy chính là nhị giáo chủ. Vô Ngã Chân Giáo có đến mấy người võ công cao tương đương nhị giáo chủ. Đảo chủ cho dù có tập trung hết thủ hạ của Hắc Kỳ đảo cũng không phải địch thủ của một mình nhị giáo chủ đâu." Lăng thất tinh cười: "Các hạ nói không sai, nhưng lão phu dù gia nhập quý hội cũng khó có thể thoát chết." Mộng Thiên Nhạc mắt giật tinh quang, cao giọng nói: "Trùng Dương Hội hiện nay tuy chưa đủ sức chống lại Vô Ngã Chân Giáo, nhưng mà tại hạ tự tin có thể bảo vệ tính mạng của đảo chủ." "Các hạ chính là Tàn Khuyết Thư Sinh mà giới võ lâm đồn đại trong thời gian gần đây phải không?" Mộng Thiên Nhạc cười: "Không sai, tại hạ là Tàn Khuyết." Lăng thất tình bỗng trầm giọng nói: "Lão phu cả đời chỉ biết hiệu lệnh sai bảo kẻ khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chịu kẻ khác sai bảo, nghe kẻ khác mệnh lệnh. Cho nên lão phu phải xem thử người hiệu lệnh lão phu có sở trường gì hơn người mới được." Mộng Thiên Nhạc cười: "Đạo chủ gia nhập Trùng Dương Hội sẽ giữ chức vị quân sư, chỉ hiệu lệnh kẻ khác, tuyệt đối không có chuyện kẻ khác ra hiệu cho đạo chủ." Lăng thất tinh cười ha hả: "Các hạ là hội chủ của Trùng Dương Hội, chức vị quân sư dẫu sao cũng dưới quyền các hạ."
Mộng Thiên Nhạc cười. Lang quân sư muốn sở trường của tài hạ bằng cách nào? Về cơ trí và mưu lược, tài hạ tự nhận thua kém lang quân sư. Lang Thất Tinh cười giòn. Mưu lược và kế sách đã có quân sư đảm trách. Điều cận cần có của một hội chủ là võ công và phẩm đức quan trọng như nhau. Một người tuy võ công cao nhưng không có tài năng lãnh đạo, không có đức tính khuất phục lòng người, như vậy bang phái ấy cũng như không có linh hồn, vĩnh viễn không thể oai trấn võ lâm. Lão phu xem tướng mạo đã biết các hạ có đức tính khuất phục lòng người, chỉ không biết võ công có khiến cho người khâm phục hay không. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười. Lang quân sư muốn thử võ công của tài hạ bằng cách nào? Lang Thất Tinh ha hả cười to. Thật ra cũng chẳng cần thử, uy danh của Tàn Khuyết thư sinh cũng đủ khiến võ lâm thiên hạ kinh tâm đầm phách rồi. Mộng Thiên Nhạc xúc động. Thật không ngờ lang đảo chủ nhanh chóng nhận lời gia nhập Trùng Dương hội thế này. Mộng Thiên Nhạc thật tam sinh hữu hạnh. Lang Thất Tình bỗng vẻ mặt nghiêm túc, hết sức cung kính đi đến trước mặt Mộng Thiên Nhạc, cong lưng khom mình sát đất, dõng dạc nói. Lang Thất Tình bái kiến hội chủ. Mộng Thiên Nhạc vội đưa tay ra đỡ Lang Thất Tình và nói. Lang quân sư không cần đa lễ. Chưa dứt lời, Mộng Thiên Nhạc bỗng cảm thấy cổ tay trái bị siết mạnh, đã bị tay phải Lang Thất Tình bấu chặt mạch môn. Cùng lúc ấy, Lang Thất Tình tả trưởng bổ thẳng vào ngực Mộng Thiên Nhạc. Mộng Thiên Nhạc không ngờ Lang Thất Tình lại đột ngột hạ độc thủ như vậy. Phải biết, mạch môn là một trong ba đại yếu huyệt trên thân người. Một khi bị bấu chặt, bất kỳ kình lực nào cũng không thể thi triển. Huống hồ Mộng Thiên Nhạc chỉ có một cánh tay, nên tả trưởng của Lang Thất Tình thật vô cùng hiểm độc. Mộng Thiên Nhạc không biết tránh né thế nào, nhưng dù vậy, trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa, ưỡn ngực hứng chịu một trưởng của Lang Thất Tình. Lang Thất Tình cảm thấy tả trưởng của mình đau nhói như vừa đánh vào sắt thép. Lúc này chỉ thấy Mộng Thiên Nhạc nhẹ xoay cổ tay trái, cổ tay mềm mại như bông gòn, thoát cái đã ra khỏi năm ngón tay như gọng kèm của Lang Thất Tình. Lang Thất Tình sững sờ, lão nằm mơ cũng chẳng ngờ võ công của Mộng Thiên Nhạc đã luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể tự bế huyết mạch. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười. Lang quân sư thật là cơ trí, thử võ công cách này, Mộng mỗ thật khó có thể phòng bị. Lang Thất Tình bỗng thở dài thậm thượt. Hội chủ thật xứng đáng là một đại anh hùng, đại hào kiệt. Chẳng những võ công cái thế mà còn có lòng khoan dung mà kẻ khác không có. Vừa rồi lão phu định tâm bất lương, định một trưởng lấy mạng hội chủ. Và hội chủ cũng nhận ra được là lão phu hạ độc thủ, vậy mà hội chủ không có nói ra. Lang Thất Tình thật là xấu hổ, không đủ tư cách gia nhập Trùng Dương hội. Những lời này của Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tình mới là thật lòng. Mộng Thiên Nhạc lòng dạ lỗi lạc, khiến chàng hết sức cảm động. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười. Các bậc tánh hiền từ xưa đến nay, có ai là không có lỗi, chỉ cần biết ăn năn hối cải là tốt. Trùng Dương hội hiện nay rất cần có một nhân tài như Lang đảo chủ. Lang Thất Tình mắt ưng rực lên, dõng dạc nói. Lang Thất Tình bây giờ đã gia nhập Trùng Dương hội, nguyện cả đời tận trung với hội chủ, vĩnh viễn theo bên hội chủ. Nếu trái lời thề, cam nguyện bị trời trừng phạt, ngũ lôi kích đỉnh, loạn kiếm xuyên tâm. Vừa nói vừa co chân quỳ xuống đất, hướng lên trời lệnh ba lạy. Mộng Thiên Nhạc cao giọng. Tấm lòng thành của Lang tiên sinh thật khiến Mộng mỗ vô cùng cảm động. Mộng Thiên Nhạc trong khi nói mắt đã ngập lệ, đưa tay ra đỡ Lang Thất Tình đứng lên, chậm rãi nói. Lang tiên sinh, chúng ta về đi thôi. Hội chủ hiện đang ở đâu? Hoàng đô tiểu lâu khách sạn. Đó thật không phải nơi có thể ở lâu. Mộng Thiên Nhạc gật đầu. Không sai, chẳng hay Lang tiên sinh có cao kiến gì. Cách Tử Cấm Thành khoảng 3 dặm, có một Hoàng Quang Tự, chủ trì Hoàng Quang Hòa Thượng với lão phu là sinh tử chi giao. Nếu hội chủ không chê, Trùng Dương hội chúng ta có thể tạm thời chuyển đến đó. Mộng Thiên Nhạc ngẫm nghĩ một hồi mới nói. Trong Hoàng Quang Tự hẳn có nhiều người xuất gia. Những người võ lâm lỗ mãng như chúng ta, nào có thể quấy nhiễu thanh tu của người ta. Lang Thất Tình mỉm cười. Trong Hoàng Quang Tự chỉ có Hoàng Quang Hòa Thượng với hai đệ tử thôi.
Mộng Thiên Nhạc ngạc nhiên. Viện tự to thế kia mà chỉ có 3 người ư? Lăng Thất Tinh gật đầu cười. Hoàng Quang Hòa Thượng tính nết kỳ quặc, không thích ồn ào, không hòa thượng nào hợp được với lão ta, nên Hoàng Quang Tự từ trước đến nay không hề có gia tăng dân số. Mộng Thiên Nhạc trao mày. Vậy Hoàng Quang Hòa Thượng có đồng ý cho chúng ta tạm trú không? Lăng Thất Tinh cười. Hoàng Quang Hòa Thượng với 2 đệ tử, 1 năm 365 ngày, cơ hồ ngày nào cũng giam mình trong thiền phòng không có ánh mặt trời. Cho dù trời sụp, họ cũng không ra khỏi thiền phòng, nên chúng ta không cần phải hỏi, cứ tự tiện mà vào cư trú. Mộng Thiên Nhạc càng nghe càng lấy làm lạ. Thế họ không ăn uống sao? Trong thiền phòng, lương khô chất cao như núi, quanh năm cứ nhai lương khô và uống nước suối qua ngày. Hoàng Quang Hòa Thượng tu hành thanh khổ như vậy, thật là đáng bội phục. Hội chủ quyết định như vậy đi, trước hoàng hôn ngày mai, chúng ta sẽ dọn đến Hoàng Quang Tự. Mộng Thiên Nhạc cười đùa. Lang tiên sinh đã là quân sư của Chủng Dương Hội, đương nhiên là mọi sự phải nghe theo rồi. Lang Thất Tinh cười ha hả. Hội chủ giao cho lão phu đảm đương trọng trách, chỉ e lão phu khó có thể làm tròn. Bỗng Mộng Thiên Nhạc thoáng biến sắc mặt nói. Có người đến, họ rất có thể là người của Vô Ngã Chân Giáo. Vừa dứt lời, đã thấy 4 bóng người thân pháp cực nhanh phóng đi về phía địa mộ này. Hiển nhiên họ đã phát hiện ra Mộng Thiên Nhạc và Lăng Thất Tinh nên thẳng tiến về phía 2 người. Mộng Thiên Nhạc thấy vậy kinh ngạc thầm nghĩ. Họ sao có thể từ xa đã phát hiện ra mình thế nhỉ? Ngay khi ấy, 4 người đã dừng lại, đứng cách xa hơn 3 trượng. Đó là 4 người áo dài xanh, hết thảy bên lưng đều đeo lủng lẳng một thanh trường kiếm. Người cầm đầu là một thanh niên trắng trẻo béo lùn. Lúc này, người áo xanh béo lùn nhìn thấy Mộng Thiên Nhạc và Lăng Thất Tinh dường như có vẻ ngạc nhiên. Mộng Thiên Nhạc nhận thấy người áo xanh béo lùn này dường như đã gặp ở đâu, tướng mạo rất quen, bất giác ngẩn người suy nghĩ. Lăng Thất Tinh cười khẩy nói. 4 vị hẳn đã đuổi theo Lăng Mỗ đến đây phải không? Một người áo xanh khác đưa mắt nhìn người béo lùn nói. Ông tổ trưởng, đó là Hắc Kỳ đảo chủ Lăng Thất Tinh. Mộng Thiên Nhạc sực nhớ ra, thầm kêu lên. À, ông Đẳng Thụ, y là người của đại quân. 3 năm trước trong một nông trang, ông Đẳng Thụ cùng với 1 tỷ nữ của đại quân đã liên thủ sát hại 1 thủ hạ của nhị giáo chủ. Và ông Đẳng Thụ từng nói với chàng, đại quân chính là chủ nhân của y. Chỉ nghe ông Đẳng Thụ trầm giọng nói. Giết họ mau. 3 người áo xanh khác lập tức rút nhanh trường kiếm bên lưng, cất bước tiến tới. Mộng Thiên Nhạc trầm giọng quát. Đứng lại. Trong tiếng quát, Mộng Thiên Nhạc đã xoài 1 bước, đứng cản trước mặt Lăng Thất Tinh. 3 người áo xanh với 3 thanh trường kiếm, như du long xuất thủy, cùng đâm vào người Mộng Thiên Nhạc. Mộng Thiên Nhạc như là cá lượn, xuyên qua khoảng trống của 3 thanh trường kiếm, tả trưởng vung động, liền nghe 2 tiếng hự vang lên. 2 người áo xanh đã bị trúng 1 trường vào ngực, lùi ra sau 4 bước. 1 người khác bị tay phải của Mộng Thiên Nhạc quấn lấy cổ tay, trường kiếm đã vượt khỏi tay. Mộng Thiên Nhạc chỉ cất tay đã đánh bại 3 người áo xanh. Võ công cao thâm đến vậy, thật khiến người ta kinh tâm động phách. Cũng may là Mộng Thiên Nhạc nương tay, không thì 3 người áo xanh này đã hồn lìa khỏi xác. Ông Đẳng Thụ biến sắc mặt, xoài bước xông tới, 1 trường bổ vào Mộng Thiên Nhạc. Mộng Thiên Nhạc bước chân xoay nhẹ, người đã lách ra 3 thước, lạnh lùng quát. Dừng tay! Ông Đẳng Thụ ngạc nhiên. Các hạ có điều gì để nói? Mộng Thiên Nhạc sầm mặt. Các hạ là ông Đẳng Thụ phải không? Ông Đẳng Thụ kinh ngạc. Phải, chẳng hay các hạ quý tánh đại danh là gì? Lăng Thất Tinh buông tiếng cười khẩy cướp lời. Tàn khuyết thư sinh, hội chủ Trùng Dương Hội. Ông Đẳng Thụ tái mặt. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, các hạ quen biết ông Mỗ ư? Mộng Thiên Nhạc trầm giọng. Ông huynh phụng mệnh đuổi bắt Hắc Kỳ đảo chủ phải không? Ông Đẳng Thụ trầm ngâm một hồi mới đáp.
có đại giá bên cạnh, bọn này sao có thể bắt được lang đảo chủ? Mộng Thiên Nhạc lạnh lùng: Vậy thì bốn vị mau lui về đi. Ông Đằng Thụ chưa kịp đáp, trong sâu một địa mộ bỗng vang lên một tiếng trong trẻo nói: Tàn quyết thư sinh, các vị đã bị bao vây rồi. Tiếng nói ấy thật khiến cho Mộng Thiên Nhạc kinh tâm. Thật không ngờ trong sâu địa mộ lại có kẻ địch tiềm phục. Lang Thất Tinh nhanh chóng ngoảnh lại, chỉ thấy trong chớp mắt đã xuất hiện 20 mấy người áo đỏ bịt mặt, mỗi người đứng trước một ngôi mộ. Nhìn từ xa, chỉ thấy những đôi mắt xanh dần hệt như là ma chơi. Qua vị trí đứng của họ, quả thật Mộng Thiên Nhạc với Lang Thất Tinh đã bị bao vây. Mộng Thiên Nhạc lớn tiếng hỏi: Có phải nhị phó môn chủ Huyết Kiếm môn đó không? Một người áo đỏ bịt mặt đứng trước ngôi mộ gần Mộng Thiên Nhạc nhất cất tiếng trong trẻo nói: Không sai, chính là bổn phó môn chủ. Mộng Thiên Nhạc cao giọng: Nhị phó môn chủ nghe đây, Mộng mỗ chưa muốn gây thủ kết oán với Huyết Kiếm môn. Nhị phó môn chủ nếu là người thông minh, xin hãy lui đi. Nhị phó môn chủ Huyết Kiếm môn cười khẩy: Lui đi cũng được, nhưng phải để lại Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tình. Lang Thất Tình bỗng cười ha hả xen lời: Lang mỗ đã tuổi già sức yếu, cô nương muốn lang mỗ cũng không dám lĩnh giáo đâu. Nhị phó môn chủ lạnh lùng: Thứ bọn này muốn là bảo tàng của Ma Lạc Thân Vương. Chỉ cần lang đảo chủ bằng lòng hợp tác, Huyết Kiếm môn tuyệt đối không ngược đãi các hạ. Lang Thất Tình cười: Không dám, không dám. Đáng tiếc là Huyết Kiếm môn đã đến muộn một bước, lang mỗ đã gia nhập Trùng Dương hội rồi. Việc ấy bổn tọa có thể thương lượng với quý hội chủ. Mộng Thiên Nhạc nghe vậy, biết là Huyết Kiếm môn sớm đã phát hiện ra bí mật bảo tàng của Ma Lạc Thân Vương, và dường như Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tinh cũng từng bàn về điều kiện với Huyết Kiếm môn. Mộng Thiên Nhạc cười khẩy: Huyết Kiếm môn giở trò cướp ngang như vậy, Mộng mỗ tuyệt đối không chấp nhận. Nhị phó môn chủ đanh giọng: Tàn khuyết tư sinh võ công tuy cao, nhưng khó có thể địch nổi ba hồng y đồ sĩ liên thủ giáp công. Lần trước trong Hoàng Đô khách sạn, các hạ đã nếm trải uy lực của hồng y đồ sĩ rồi, không cần phải bổn tọa giới thiệu nữa. Ánh mắt sắc bén của Mộng Thiên Nhạc đã loáng thoáng trông thấy ba đôi mắt xanh dần ở phía sau nhị phó môn chủ đang lom khom nhìn về phía chàng. Hồng y đồ sĩ quả thật là đao phủ sáng giá của Huyết Kiếm môn. Mộng Thiên Nhạc trong lòng hãy còn khiếp hãi về trận đấu với hồng y đồ sĩ hôm qua, đến giờ vẫn chưa chắc chắn có thể địch nổi ba hồng y đồ sĩ liên thủ. Nhị phó môn chủ thấy Mộng Thiên Nhạc hồi lâu không lên tiếng, bèn khúc khích nói: Trùng Dương hội dưới sự lãnh đạo của Tàn Khuyết thư sinh không bao lâu hẳn sẽ trở thành một đại bang phái trên giang hồ. Xưa nay các bậc đại anh hùng hào kiệt đều là người rất thức thời vụ, tiến được lui được. Tàn Khuyết thư sinh nếu muốn tranh hùng võ lâm trong tương lai, nên chấp nhận thiệt thòi thì hay hơn. Mộng Thiên Nhạc nghe vừa tức giận vừa nực cười nói: Mộng mỗ muốn xem thử gương mặt của cô nương có chiếc miệng như thế nào mà khéo nói năng như vậy. Nếu các hạ chịu giao Hắc Kỳ đảo chủ, bổn tọa bằng lòng để cho các hạ xem mặt thật. Mộng Thiên Nhạc cười khẩy: Mộng mỗ biết cô nương rất xấu xí, không muốn xem nữa. Câu nói này đã khiến nhị phó môn chủ hồi lâu không lên tiếng. Không khí bốn bề liền lập tức trở nên căng thẳng và rùng rợn. Ông Đằng Thụ cùng với ba người áo dài xanh cũng đứng yên tại chỗ, lặng thinh theo dõi diễn biến. Nhị phó môn chủ đột nhiên nói: Ông Đằng Thụ, đã tìm được môn chủ rồi phải không? Mộng Thiên Nhạc nằm mơ cũng không ngờ ông Đằng Thụ với Huyết Kiếm môn là đồng bọn. Thì ra đám người ông Đằng Thụ đến đây không phải tìm bắt Lang Thất Tinh, mà là hẹn gặp Huyết Kiếm môn tại nơi này. Gặp chàng với Lang Thất Tinh chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Ông Đằng Thụ cung kính đáp: Bẩm cáo nhị phó môn chủ, tung tích của môn chủ đã điều tra rõ rồi, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện, xin thứ cho ông Đằng Thụ không thể báo cáo tường tận. Mộng Thiên Nhạc bỗng ha hả cười to: Nhị phó môn chủ, Huyết Kiếm môn phái ông Đằng Thụ tiềm phục dưới trướng của nhị giáo chủ Vô Ngã Chân Giáo,
có thể nói là phải tốn rất nhiều tâm lực. Hôm nay nếu Mộng Mỗ có thể thoát khỏi sự truy kích của các vị, sẽ đem việc này nói lại với Vô Ngã Chân Giáo. Vậy thì ông đặc thụ sẽ không thể tiếp tục tiềm phục trong Vô Ngã Chân Giáo nữa. Nhị phó môn chủ lạnh lùng: đầu óc của các hạ phản ứng nhanh lắm. Mộng Thiên Nhạc cười: quá khen quá khen, cá với tay gấu không thể có được cả hai, nhị phó môn chủ không thể tham lam vậy được. Nhị phó môn chủ bỗng thở dài ảo não: Tàn Khuyết thư sinh, hãy cùng Hắc Kỳ đảo chủ rời khỏi đây đi. Mộng Thiên Nhạc cười: đa tạ nhị phó môn chủ đã thành toàn. Đoạn quay sang Lang Thất Tinh nói: Lang tiên sinh, chúng ta đi thôi. Nhưng Mộng Thiên Nhạc vừa đi được hai bước, bỗng quay sang ông đẳng thụ hỏi: ông đẳng thụ có quen biết Mộng Mỗ không? Ông đẳng thụ ngẩn người, lắc đầu nói: mới gặp lần đầu, không có quen biết. Mộng Thiên Nhạc nghiêm mặt: chúng ta đã từng gặp nhau, có điều là ông huynh nhất thời không nhớ ra thôi. Không chừng Mộng Mỗ với nhị phó môn chủ cũng là người quen cũ, có điều là thời gian quá lâu, khó có thể nhớ ra mà thôi. Dứt lời, Mộng Thiên Nhạc cất bước bỏ đi, Lang Thất Tinh đi theo sau. Đi được một đoạn đường, Lang Thất Tinh thở dài cảm khái nói: hội chủ đúng là rồng trong loài người, thật không ngờ nhị phó môn chủ Huyết Kiếm Môn là người khó đối phó nhất trong giới võ lâm hiện nay, cũng phải nể hội chủ. Mộng Thiên Nhạc thở dài: nhị phó môn chủ, phen này để cho chúng ta bình yên rời khỏi, chẳng qua là vì tung tích của môn chủ Huyết Kiếm Môn quan trọng hơn bất kỳ bảo vật nào trên cõi đời này. Cầu mong cho họ tìm gặp được môn chủ. Lang Thất Tinh ngạc nhiên: môn chủ của họ thật ra là ai vậy? Nếu Mộng Mỗ đoán không lầm, môn chủ Huyết Kiếm Môn chính là Nhiếp Hồn Ma Nữ. Lang Thất Tinh sửng sốt: Nhiếp Hồn Ma Nữ là đệ nhất môn chủ Huyết Kiếm Môn ư? Mộng Thiên Nhạc thở dài thậm thượt: đó là chỉ là suy đoán, nhưng có đến 7 phần khả năng là đúng. Chuyện này muốn kể rõ phải bắt đầu từ 3 năm trước, để sau này Mộng Mỗ sẽ trao đổi với Lang tiên sinh. Thì ra sau khi gặp ông đẳng thụ hôm nay, Mộng Thiên Nhạc đã hiểu ra được một số nghi vấn chưa thể giải đáp trước đây. 3 năm trước, trong nông trang phân đà khai phong của Vô Ngã Chân Giáo, chàng đã gặp ông đẳng thụ. Ông đẳng thụ là thủ hạ của Thất Giáo Chủ Đại Quân, mà cũng là người của Huyết Kiếm Môn. Phát hiện này đã khiến Mộng Thiên Nhạc nhớ đến Đại Quân với Tịnh Trần Sư Thái từng nói: 9 ngày sau trên giang hồ sẽ xuất hiện một bang phái mới. Khi Mộng Thiên Nhạc tái xuất giang hồ, đã từng đến phủ Minh Chủ Võ Lâm và Tịnh Trần Am, nhưng hai nơi này đều bỏ hoang, không gặp được một người quen, tất cả đều bặt vô âm tín. 3 năm sau, trong Võ Lâm đã xuất hiện một Huyết Kiếm Môn. Lúc bấy giờ Mộng Thiên Nhạc đã nghĩ đến Huyết Kiếm Môn có thể nào là do nhóm người của Đại Sư Huynh Hà Bất Kham hay Tịnh Trần Sư Thái sáng lập. Qua hai lần gặp nhị phó môn chủ, Mộng Thiên Nhạc nhận thấy tiếng nói và dáng người dường như từng gặp ở đâu. Ngay như hôm nay, ông đẳng thụ lộ ra thân phận lai lịch, Mộng Thiên Nhạc đã nghĩ đến nhị phó môn chủ rất có thể là Kỳ Xú, nữ nhi của Tịnh Trần Sư Thái. Hoàng Lăng nằm trên triền đồi phía bắc Tử Cấm Thành. Trên thềm đá trước cổng to lớn, lúc này đang có một thiếu niên áo trắng, mặt sáng mũi thẳng, anh tuấn phong nhã, trường kiếm bên lưng, lúc này lại ngẩng lên nhìn trời. Vầng thái dương dần di chuyển giữa đỉnh đầu, đã đến giờ ngọ. Ngay khi ấy, một con tuấn mã phóng đi như tên bắn trên đại lộ, thoáng chốc đã đến trước thềm đá. Người trên lưng ngựa nhẹ nhàng bay lên không, hạ xuống bậc thềm thứ nhất. Đó là một thanh niên cụt tay, tuổi chừng trên dưới 30, cũng hết sức anh tuấn, nhất là ánh mắt ngập vẻ oai nghiêm. Thiếu niên áo trắng hô hố cười khẽ: Tàn Khuyết thư sinh thật là đúng hẹn, không sớm cũng không muộn, ngay đúng giờ ngọ. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: đồ đường chủ đã phải chờ lâu. Thì ra giờ ngọ hôm nay chính là thời gian hẹn tỷ đấu giữa Mộng Thiên Nhạc với Ngọc Diện Diêm La Đồ Tiểu Hổ, đường chủ hình đường của Cùng Hán Bang. Đồ Tiểu Hổ bỗng sầm mặt: đồ mỗ hôm nay được tỷ thí võ công với các hạ, thật hết sức vinh hạnh.
Mộng Thiên Nhạc khẽ thở dài. Mộng mỗ y đã hẹn đến đây không phải để tỉ thí võ công. Đồ Tiểu Hồ thoáng biến sắc mặt. Vậy chứ các hạ đến đây để làm gì? Là để thỉnh tội với Đồ Đường Chủ. Chuyện phi nhạn tứ kiếm của Tệ giáo mạo phạm Quý Bang hôm qua, xin Đồ Đường Chủ rộng lòng lượng thứ. Đồ Tiểu Hồ cười khẩy. Phải chăng các hạ cho rằng với cương vị của một hội chủ mà tỷ võ quyết đấu với Đồ Mỗ là hạ thấp thân phận sao? Mộng Mỗ không dám. Đồ Tiểu Hồ lạnh lùng. Tàn khuyết thư sinh hành tẩu giang hồ, chuyên tìm những cao thủ võ lâm có tiếng tăm tỷ đấu. Trong hơn 3 tháng qua, đã có biết bao cao thủ bại dưới tay các hạ. Tuy nhiên, các hạ chưa từng tìm cao thủ của Cùng Hán Bang. Chẳng hay vì sợ, hay thật sự không muốn gây thù kết oán với Cùng Hán Bang. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười. Mộng Mỗ không muốn gây thù kết oán với Cùng Hán Bang. Tàn khuyết thư sinh, nếu muốn thành danh trong võ lâm giang hồ, cách tốt nhất là đánh bại cao thủ của Cùng Hán Bang. Bằng không, Trùng Dương Hội sẽ vĩnh viễn không thể đứng chân trong võ lâm. Mộng Thiên Nhạc vẻ mặt nghiêm túc. Đồ Đường Chủ tuổi trẻ tài ba, mai này thành tựu vô hạn, tranh cường hiếu thắng không tốt đâu. Đồ Tiểu Hồ cười khẩy. Đồ Mỗ từ hồi 6 tháng trước tiếp trưởng đường chủ hình đường Cùng Hán Bang, chưa từng tìm một cao thủ xứng đáng để tỉ võ quyết đấu. Hôm nay đã để mắt đến các hạ. Nếu hôm nay các hạ không tỉ võ với Đồ Mỗ, vậy hãy tuyên bố giải tán Trùng Dương Hội. Vì trong võ lâm giang hồ tuyệt đối không thể tồn tại hai bang phái. Mộng Thiên Nhạc sầm mặt. Nếu Mộng Mỗ chấp nhận tỉ thí thì sao? Đồ Tiểu Hồ cười ha hà. Nếu các hạ đánh bại Đồ Mỗ, Ngọc Diện Diêm La này sẵn sàng thoát ly Cùng Hán Bang, suốt đời phụng sự Trùng Dương Hội. Mộng Thiên Nhạc trao mày. Đồ Đường Chủ không nói đùa chứ? Đồ Tiểu Hồ cao giọng. Nam tử Hán đại trượng phu không hề nói đùa. Mộng Thiên Nhạc thở dài. Đồ Đường Chủ đánh cược nặng quá. Đồ Tiểu Hồ cười khẩy. Các hạ yên tâm, Đồ Mỗ còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu các hạ bại thì phải lập tức giải tán Trùng Dương Hội, và Tàn Khuyết thư sinh cũng phải gia nhập Cùng Hán Bang. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười. Điều kiện như vậy xin thứ khó có thể chấp thuận. Đồ Tiểu Hồ mày kiếm nhẹ nhướng lên. Vì sao? Cao thủ võ lâm tỉ thí võ công, trau dồi võ học vốn là điều tốt. Chúng ta đâu cần đánh cược nghiêm trọng như vậy. Chả lẽ Đồ Đường Chủ nắm chắc phần thắng ư? Đồ Tiểu Hồ ngẩn người. Nếu các hạ chắc chắn thắng được Đồ Mỗ, sao không giành lấy cơ hội? Mộng Thiên Nhạc trầm giọng. Vì sau khi Đồ Đường Chủ thoát ly Cùng Hán Bang, bang chủ Cùng Hán Bang chắc chắn không buông tha cho Mộng Mỗ. Đồ Tiểu Hồ gật đầu. Không sai, nhưng nếu Trùng Dương Hội ngày càng hùng mạnh, Cùng Hán Bang cũng không buông tha cho các hạ. Mộng Thiên Nhạc nhạt giọng. Đồ Đường Chủ đã quyết ý tỉ thí, vậy hãy tuốt kiếm đi. Các hạ không tuốt kiếm ư? Mộng Thiên Nhạc nghiêm mặt. Kiếm của Mộng Mỗ sẽ ra khỏi bao đúng lúc. Đồ Tiểu Hồ dường như không kiêu căng như Kim Long Kiếm Khách Mạc Thiếu Bạch, thiếu trang chủ Kim Long Sơn Kiếm Trang. Choang một tiếng lạnh lói, tay phải đã rút ra một thanh bảo kiếm sáng ngời tinh quang. Trường kiếm vừa ra khỏi bao, Đồ Tiểu Hồ nghiêng người, cả người lẫn kiếm công thẳng về phía phải của Mộng Thiên Nhạc. Chiêu kiếm của y rất chậm, dường như chẳng chút để tâm. Nhưng Mộng Thiên Nhạc trông thấy chiêu kiếm này, bất giác giật mình thầm reo lên. Thái Cực Kiếm, võ công của y so với 3 năm trước dường như tinh tiến hơn gấp mấy lần. Đồng thời tung mình như cánh chim lướt trên 3 bậc thềm đá, tránh khỏi chiêu kiếm ấy. Lúc này hai người đã đứng trên cùng một thềm đá. Đồ Tiểu Hồ một kiếm hụt hẫng, lạnh lùng nói: Tàn Khuyết thư sinh quả nhiên không phải tầm thường. Trong khi nói, cổ tay phải xoay chuyển, lại vung kiếm chậm chạp công về phía bên phải Mộng Thiên Nhạc. Kiếm chưa đến, một làn khí lạnh buốt xương đã ập vào mặt. Mộng Thiên Nhạc khi nhìn thấy chiêu kiếm thứ nhì mới hiểu ra nguyên nhân vì sao Đồ Tiểu Hồ lại dám đánh cược nặng đến như vậy. Thì ra Ngọc Diện Diêm La ngày nay
không còn là Ngọc Diện Diêm La hồi 3 năm trước. Võ công của y đã tinh tiến đến mức có thể liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Đồ Tiểu Hổ chỉ 3 năm ngắn ngủi đã có thể luyện võ công tinh tiến đến gấp mấy mươi lần. Vậy thì bang chủ cùng Hán Bang truyền thụ võ công cho y quả là một trang quái kiệt võ lâm. Mộng Thiên Nhạc lại nhanh nhẹn phi thân lên hai bậc thềm đá, tránh khỏi chiêu kiếm thứ nhì. Nhưng Đồ Tiểu Hổ chẳng hổ là một cao thủ tuyệt đỉnh, quyết không để cho Mộng Thiên Nhạc chiếm lợi thế trên cao, cũng liền phi thân lên trên hai bậc thềm, nhanh chóng vung động trường kiếm trong tay. Hàn phong xô giật, ánh kiếm chớp chóa, liên miên bất tuyệt, phủ trùm toàn thân Mộng Thiên Nhạc. Đó là Thái Cực Kiếm Pháp, tuyệt học phái võ đăng. Khai Sơn lão tổ Trương Tam Phong sáng chế phao kiếm này chủ yếu là nhu mềm, dĩ nhu tính, khắc cường động. Nếu có người luyện hai chữ nhu tính của Thái Cực Kiếm Pháp đến tuyệt cảnh thăng hoa ảo diệu, bất kỳ ai cũng đừng hòng thoát khỏi màn kiếm của Thái Cực Kiếm Pháp. Thái Cực Kiếm Pháp là tuyệt kỹ chấn sơn của phái võ đăng, thông thường chỉ truyền cho trưởng môn nhân. Mộng Thiên Nhạc thật không hiểu do đâu mà Đồ Tiểu Hồ được truyền thụ. Thiên Lý Hổ Ly Vạn Ly Phiêu đã trộm hết kỳ thư võ học của các môn phái trong thiên hạ, lẽ đương nhiên Thái Cực Kiếm Pháp cũng không ngoại lệ, nên Mộng Thiên Nhạc cũng am tưởng yếu quyết. Mộng Thiên Nhạc ở trong màn kiếm của Đồ Tiểu Hổ ung dung hóa giải từng chiêu từng thức. Trong chốc lát, Đồ Tiểu Hổ đã thi triển 39 chiêu Thái Cực Kiếm Pháp. Đồ Tiểu Hổ càng lúc càng thêm kinh hãi, bỗng cất tiếng huýt khé, kiếm pháp đột biến. Thái Cực Kiếm Pháp pha trộn với tàn thức kiếm thuật hết sức nhanh và hung hiểm. Vút, 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 liên tiếp công ra 3 chiêu. Dưới 3 chiêu kiếm nhanh mạnh tuyệt luân ấy, Mộng Thiên Nhạc đã bị bức lui xuống 3 bậc thềm. Đồ Tiểu Hổ lại cất tiếng huýt dài, thân kiếm hợp nhất, nhanh như chớp lao xuống đâm thẳng vào Mộng Thiên Nhạc. Đó chính là ngự kiếm thuật tối thượng thừa. Mộng Thiên Nhạc biến sắc mặt, phen này chàng chẳng thể không tuốt kiếm. Keng một tiếng chát chúa, ánh kiếm vụt tắt, Đồ Tiểu Hổ hạ người xuống bậc thềm thứ nhất bên dưới, mặt đầy kinh hoàng nhìn thanh kiếm gãy trong tay. Mộng Thiên Nhạc vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, đứng trên bậc thềm thứ 13. Trong tay chàng đưa ngang một thanh kiếm mộc không có ánh sáng. Đôi mắt hổ nhìn vào chỗ khuyết rất sâu trên thân kiếm, thở dài não nề nói: Đồ đường chủ đã hủy hoại thanh kiếm này của Mộng Mỗ rồi. Trong khi nói, chàng tay trái vung nhẹ, mộc kiếm trong tay đã gãy thành hai đoạn. Đồ Tiểu Hổ ném bỏ kiếm gãy trong tay, vô cùng bi thương não nùng nói: Đồ Mỗ đã bại, 3 năm khổ luyện lại không chịu nổi một cái chạm nhẹ của mộc kiếm. Mấy tiếng sau cùng trở nên hết sức yếu ớt như lại muốn bật khóc. Mộng Thiên Nhạc cao giọng: Thắng bại là điều bình thường của binh gia, Đồ đường chủ hà tất xem sự thắng bại nghiêm trọng đến như vậy. Đồ Tiểu Hổ cười ghê rợn: Các hạ là người chiến thắng, đương nhiên đâu biết mùi vị của kẻ chiến bại. Mộng Thiên Nhạc trầm giọng: Cánh tay phải này của Mộng Mỗ cũng là dấu hiệu của sự thất bại. Thật ra Đồ đường chủ không hề bại dưới tay Mộng Mỗ, chẳng qua chỉ là gãy binh khí mà thôi. Đồ Tiểu Hổ kinh ngạc: Các hạ thắng mà không kiêu ngạo, tựa hồ không như lời đồn đại. Mộng Thiên Nhạc khẽ thở dài: Lời đồn đại trên giang hồ thường là thất thiệt. Đồ Tiểu Hổ bỗng nghiêm mặt nói: Võ công của Đồ Mỗ chỉ đứng thứ 4 trong cùng Hán Bang. Nếu muốn đánh bại 3 người kia, có lẽ các hạ phải nghiêm luyện thêm mười mấy năm nữa. Mộng Thiên Nhạc mỉm cười: Nghe đồn Long Đầu Bang chủ cùng Hán Bang là một trang quái kiệt võ lâm, đương nhiên là võ công bậc nhất. Chẳng hay hai vị cao thủ khác là ai? Đồ Tiểu Hổ cao giọng: Cao thủ thứ 2 của cùng Hán Bang là Độc Tí Tuyệt Đao Liễu Kỳ, hộ pháp thân cận của bang chủ. Cao thủ thứ 3 là Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long, sư huynh của Đồ Mỗ. À, cùng Hán Bang 3 năm trước đã có thể bức bách Vô Ngã Chân Giáo ẩn tích giang hồ, thì ra là có cao thủ tuyệt đỉnh. Đồ Tiểu Hổ cười khẩy: Sự kiện cùng Hán Bang đánh bại Vô Ngã Chân Giáo tuy lan truyền khắp võ lâm giang hồ, nhưng nào ai biết 3 năm trước cùng Hán Bang với Vô Ngã Chân Giáo đã xảy ra một trận long tranh hổ đấu. Mộng Mỗ muốn biết sự thật về trận long tranh hổ đấu ấy,
chẳng hay hồ đường chủ có thể kể nghe không? Đồ Tiểu Hồ suy nghĩ một hồi mới nói, đó vốn là một điều cơ mật võ lâm, song vì muốn cho các hạ biết thế lực hùng mạnh của Cùng Hán Bang, Đồ Mỗ quyết định nói ra. Đồ Mỗ vô vàn cảm kích hảo ý của Đồ đường chủ. 3 năm trước, đệ nhất tổng giáo chủ Vô Ngã Chân Giáo dẫn theo các cao thủ đến tổng đàn Cùng Hán Bang ở Tứ Xuyên. Đôi bên cử ra một cao thủ tuyệt đỉnh tỷ võ, với điều kiện là bên nào bại phải ẩn tích giang hồ 3 năm. Mộng Thiên Nhạc trao mày, bang chủ Quý Bang đã đánh bại cao thủ nào của Vô Ngã Chân Giáo vậy? Đồ Tiểu Hồ cười khẩy, bang chủ Tệ Bang không ra tay, Vô Ngã Chân Giáo đã cử nhị giáo chủ. Võ công của nhị giáo chủ cao thâm khôn lường, nhưng độc tí tuyệt đao liễu kỳ của Tệ Bang võ công càng cao thâm hơn. Mộng Thiên Nhạc gật đầu, không sai không sai, độc tí tuyệt đao liễu kỳ có thể đánh bại nhị giáo chủ, thành tựu võ công hẳn phải kinh người. Đồ Tiểu Hồ cười, tài hạ chịu khó nói nhiều như vậy chính là muốn các hạ từ bỏ Trùng Dương hội, gia nhập Cùng Hán Bang để khỏi trước lấy họa sát thân. Đồ Tiểu Hồ giọng nghiêm nặng, độc tí tuyệt đao liễu kỳ với gia sư huynh Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long đã luyện võ công đến mức trở thành võ công cuồng. Ngoại trừ bang chủ, họ không muốn có người võ công cao hơn, nên sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm các hạ tỷ đấu. Vừa dứt lời, bỗng nghe một tiếng nói hùng hồn vọng đến, bây giờ đã tìm đến rồi đây. Mộng Thiên Nhạc với Đồ Tiểu Hồ nghe vậy đều sửng sốt, cùng ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy một người áo xám, thân hình cao to vạm vỡ, mặt tròn mắt to, râu ngắn xồm xoàm, từ trên thềm đá cao trên 4 trượng từng bước đi xuống. Người này trên lưng dắt một thanh kiếm vừa dài, toàn thân như rất nặng nề. Mỗi bước đi dẫm trên thềm đá gây ra tiếng vang lạnh lói như kim khí chạm nhau. Ngọc Diện Diêm La Đồ Tiểu Hổ vội vã bước lên 3 bậc thềm, từ xa khom mình thi lễ nói, sư huynh giá đáo, sư đệ không nghênh tiếp từ xa, xin sư huynh thứ tội. Mộng Thiên Nhạc nghĩ nhanh, người này là Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long, cao thủ thứ 3 của Cùng Hán Bang. Mộng Thiên Nhạc nhanh chóng biết được võ công của Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long qua ánh mắt của y dường như cao hơn Đồ Tiểu Hổ rất nhiều. Đôi mắt của Hàn Tiểu Long sáng rực như mắt báo trong đêm, ẩn chứa vẻ uy mãnh và hiểm độc, toàn thân toát ra man dại như loại cầm thú. Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long đưa mắt nhìn Mộng Thiên Nhạc, bỗng ha hả cười nói, Tiểu Hổ, đệ đã bị y đánh bại ư? Đồ Tiểu Hổ đáp nhanh, kỳ phùng địch thủ, khó phân thắng bại. Hàn Tiểu Long trừng mắt gầm lên, nói dối, chả lẽ sư đệ không muốn ngu huynh báo thù cho hay sao? Đồ Tiểu Hổ mỉm cười, sư huynh nghĩ là tiểu đệ có thể bại ư? Hàn Tiểu Long ngẩn người thầm nghĩ, phải rồi, 3 năm qua, sư đệ đã được sư phụ chuyên tâm truyền thụ, đâu có thể dễ dàng bại dưới tay kẻ khác. Thừa lúc hai người nói chuyện, Mộng Thiên Nhạc đã rón rén phóng lên yên ngựa, hây một tiếng thúc ngựa phóng đi. Nào ngờ bóng người nhấp nhoáng, một bóng người áo xám kèm theo kình phong hạ xuống, 5 ngón tay chộp vào dây cương. Mộng Thiên Nhạc quát khẽ, lui ra. Đồng thời, bàn tay trái dựng đứng như đao bổ vào cổ tay đối phương. Bóng người ấy vội rụt tay về, nhanh chóng xoay tay đón lấy tà trưởng của Mộng Thiên Nhạc. Bùng một tiếng rền vang, trong tiếng ngựa hí, Mộng Thiên Nhạc cả người lẫn ngựa đã lao tới trước hơn trượng. Hàn Tiểu Long hạ người ngoài 3 trượng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đồ Tiểu Hồ cũng đã đi nhanh đến. Mộng Thiên Nhạc ngồi trên lưng ngựa mỉm cười nói, các hạ trường lực hùng hậu, thật là một cao thủ mà tài hạ lần đầu gặp trong đời. Nếu các hạ cho rằng cần thiết phải tỷ đấu, mai kia chúng ta có thể lựa chọn một nơi nào đó giao đấu 300 hiệp. Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long vừa rồi giao tiếp một trưởng đã khiến y huyết khí sôi sục. Y tuy bề ngoài thô lỗ nhưng lòng rất cẩn mật, giao thủ một chiêu đã biết gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh. Vô Mệnh Kiếm Hàn Tiểu Long bình sinh chưa từng bại lần nào, y không muốn nhanh chóng bị bại dưới tay đối phương, nên chấp nhận lời đề nghị của Mộng Thiên Nhạc với giọng hùng hồn nói, các hạ chính là tàn huyết thư sinh ư?
Mộng Thiên Nhạc cười. Chính là tại hạ. Trong Tử Cấm Thành, chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, hẹn tái ngộ. Đoạn ôm quyển thi lễ, dục ngựa phóng đi như gió cuốn. Hàn Tiểu Long bỗng khẽ buông tiếng thở dài nói. Võ công của người này cao quá. Ngô huynh với Độc Tí Tuyệt Đao Liễu Kỳ đều không phải đối thủ. Đồ Tiểu Hổ kinh ngạc. Hàn sư huynh cho rằng võ công của Tàn Khuyết thư sinh cao hơn mình ư? Trong võ lâm đồn đại, Tàn Khuyết thư sinh có uy thế sắc bén như sư phụ lúc xuất đạo giang hồ mười mấy năm trước. Ngô huynh vốn không tin Tàn Khuyết thư sinh sao có thể so sánh với oai phong của sư phụ khi xưa. Nhưng hôm nay giao tiếp một trưởng với y, nội lực hùng mạnh, chỉ e rằng không ai có thể chống nổi. Đồ Tiểu Hổ biết võ công của sư huynh Hàn Tiểu Long cao hơn mình gấp mấy lần. Giờ đây y lại có phần không tin Tàn Khuyết thư sinh giống như lời sư huynh đã nói. Ngay cả Độc Tí Tuyệt Đao Liễu Kỳ cũng khó thắng nổi. Đồ Tiểu Hổ khẽ cười nói. Sư huynh dường như đã thay đổi tác phong cuồng ngạo trước đây. Không sai, võ công của Tàn Khuyết thư sinh rất cao, nhưng không cao đến mức như sư huynh đã nhận định đâu. Vừa rồi là do sư huynh lăng không xuất trường và lại từ chảo đổi sang trường, lực đạo kém hơn đối phương rất nhiều. Huống hồ Tàn Khuyết thư sinh lại ngồi trên lưng ngựa xuất trường, cộng thêm sức xông tới của ngựa, đương nhiên là lực đạo hùng hậu hơn rồi. Hàn Tiểu Long nghe Đầu Tiểu Hồ giải thích quả nhiên không sai, khẽ thở dài nói. Mong là sư đệ suy đoán không sai, không thì sư phụ lại có thêm một kình địch nữa. Đồ Tiểu Hổ đưa mắt nhìn Hàn Tiểu Long. Sư phụ phái sư huynh đến đây giúp đệ phải không? Hàn Tiểu Long gật đầu. Sư phụ nhận được phi cáp truyền thư của sư đệ, nói là Vô Ngã Chân Giáo đang khai quật một bảo tàng. Lão nhân gia ấy dường như nghĩ đến bảo tàng này rất có thể là có Ma Lạc Thân Vương hồi trăm năm trước, nên đã phái Ngô huynh cấp tốc đến đây giúp sư đệ hoạch đại sự. Đồ Tiểu Hổ gật đầu. Sư phụ đoán không sai. Mấy hôm nay tiểu đệ đã điều tra rõ ràng, bảo tàng này chính là của Ma Lạc Thân Vương. Bảo tàng có Ma Lạc Thân Vương hết sức quan trọng đối với Cùng Hán Bang, chúng ta nhất định phải giành lấy. Sư đệ hãy mau cho Ngô huynh biết rõ tự sự. Đồ Tiểu Hổ trầm giọng. Mấy hôm nay đệ đã điều tra rồi. Những người biết bí mật về bảo tàng của Ma Lạc Thân Vương, ngoại trừ Vô Ngã Chân Giáo, dường như còn có Huyết Kiếm Môn, cộng thêm Cùng Hán Bang chúng ta nữa là ba bang phái. Hàn Tiểu Long trầm ngâm một hồi, bỗng nói. Tàn Khuyết thư sinh có biết bí mật này không? Y có biết hay không cũng chẳng thành vấn đề. Với sức một mình y, không thể nào lấy được bảo tàng. Nơi cất giấu bảo tàng ở đâu? Đó thì dường như Cùng Hán Bang chúng ta đã tính sai một nước cờ, đến nay vẫn chưa rõ. Chỉ biết là ở trong phạm vi 10 dặm quanh Tử Cấm Thành. Nhưng đêm qua đệ đã biết được một tin, đó là người của Huyết Kiếm Môn đang tìm một người đã phát hiện bảo tàng trước tiên. Đó là ai vậy? Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tinh. Người đó ở gần Tử Cấm Thành ư? Nghe đâu người đó đã tiềm nhập vào nơi cất giấu bảo tàng, đương nhiên là ở Tử Cấm Thành rồi. Hàn Tiểu Long trong mày. Yếu vụ thứ nhất của chúng ta có lẽ là phải tìm được Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tinh. Đồ Tiểu Hồ gật đầu. Nghe đâu nơi cất giấu bảo tàng là do sư thúc tổ của Hắc Kỳ đảo chủ kiến trúc, cơ quan trùng trùng. Trong thiên hạ chỉ có một mình Hắc Kỳ đảo chủ là có thể phá cơ quan lấy được bảo tàng, nên người của Huyết Kiếm Môn đã nhanh một bước tiếp xúc với Hắc Kỳ đảo chủ rồi. Vậy chúng ta hoài công phí sức rồi còn gì? Đồ Tiểu Hổ lắc đầu. Huyết Kiếm Môn tuy đã tiếp xúc với Hắc Kỳ đảo chủ, nhưng dường như điều kiện đôi bên không hợp đã tan rã rồi. Hàn Tiểu Long quả quyết. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải có được Hắc Kỳ đảo chủ Lang Thất Tinh. Đệ đã phái tất cả đệ tử hình đường bùa đi khắp nơi dò la hành tung của Hắc Kỳ đảo chủ. Chúng ta hãy mau trở về chờ tin. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Tàn Khuyết thư sinh của tác giả Tiêu Sắc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.